thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho vùng đất bưng phèn Đồng Tháp 10 Long An hàng ngàn hecta tràm gió, một sản phẩm dược liệu hương liệu thiên nhiên nổi tiếng. Không chỉ nổi tiếng trong nước, những sản phẩm chiết xuất từ tràm gió còn được xuất khẩu sang châu Âu. Cùng với quá trình khai phá Đồng Tháp 10, người dân nơi đây đã biết khai thác tinh dầu tràm theo cách nấu thủ công, cho ra những giọt dầu tự nhiên để điều trị hay phòng ngừa nhiều loại bệnh, từ phong hàn, cảm mạo đến các bệnh lý ngoài da, bệnh xương khớp. Ngày ấy, tinh dầu tràm được xem như dược liệu dân dã gần gũi của người nghèo. Và cho đến bây giờ, dù có bao nhiêu loại tân dược đắt tiền, thì tinh dầu tràm vẫn được người dân cả nước ưa chuộng. Không những thế, nó còn được xếp vào hàng đặc biệt là tinh dầu quý với giá trị cao về cả dược tính và hiệu quả kinh tế. Mặc dù có một kho báu thảo dược quý giá đến thế, nhưng tràm gió Long An vẫn là tiềm năng còn ngủ quên. Chính cố dược sĩ Nguyễn Văn Bé là người đầu tiên tâm quyết tìm cách phát triển loại dược liệu này theo hai hướng, vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị kinh tế. Cùng chung trăn trở đó, anh Nguyễn Quốc Vũ, một doanh nhân trẻ, đã ấp ủ dự án làm kinh tế dưới tán rừng tràm Đồng Tháp 10 bằng cách ứng dụng công nghệ cao sản xuất tinh dầu tràm, biến món quà mà thiên nhiên ban tặng thành hàng quả có giá trị. Đã về đây và mình đã khảo sát trong vòng 2 tới 3 tháng, mình đã thấy cây tràm này ở đây nó rất là nhiều và thậm chí là người dân chỉ chặt bỏ thôi. Cho nên chính vì vậy mình muốn về đây, thứ nhất là giải quyết công ăn việc làm, thứ hai nữa là đây đưa cây tràm vào là một cái đặc sản của cái tỉnh Long An và mang tới cái giá trị kinh tế cho toàn tỉnh. Doanh nghiệp muốn đầu tư phát triển cái vùng này về tinh dầu, tôi nghĩ cái điều đó tôi rất là vui mừng khi họ dám mạnh dạn đầu tư vào đây. Nếu mà chúng ta tận dụng được cái vùng này mà chúng ta khai thác dược liệu và cây tinh dầu, nhất là cây tràm, nó thích nghi với vùng đất phèn, với đất chủng ở Long An thì rất là tốt. Như chúng ta biết là diện tích trồng một cây tinh dầu thì nó có giá trị gấp 5-10 lần đối với cây lúa. Hiện tại, nhiều người dân tận dụng rừng tràm gió Mộc Quang để hái bán, cung cấp nguyên liệu cho công ty sản xuất tinh dầu tràm chạy thử nghiệm. Nhờ chịu khó, mỗi ngày vợ chồng anh Nguyễn Xuân Mơ thu hái được 700kg lá tràm, kiếm thu nhập 350.000 đồng một người một ngày. Em cũng tình cờ gặp được cái bản dáng mà cần thì làm nè. Rồi vô gặp giám đốc rồi anh chỉ dẫn cho công việc làm, rồi thấy cái công việc này làm thì cũng hơi cực nhưng mà nói chung là thu nhập nó cũng ổn định. Tràm trồng rừng, tràm thiên nhiên mà đó. Chung thì hái vừa nhánh vừa lá thì cũng vừa cái mẫu thôi. Khi đi vào hoạt động chính thức, mỗi ngày công ty cần đến khoảng 20 tấn nguyên liệu lá tràm để chiết xuất tinh dầu. Vì vậy công ty đang lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương phát triển dùng nguyên liệu rộng lớn trong dân. Muốn phát triển mạnh thì phải cứ sự đồng hành của địa phương và nhà nước, nhất là các giúp đỡ của xã và huyện, như là cái phải quy hoạch những khu mà khu chuyên canh về tinh cây tinh dược liệu và cây tinh dầu. Thế giới nhu cầu rất cao, tôi nghĩ rằng không phải trên thế giới mà trong nước chúng ta cũng cần rất nhiều tinh dầu, mà nếu chúng ta đáp ứng được hàng năm khoảng 5.000 tấn tinh dầu về tràm thôi thì chúng ta có giá trị kinh tế, sản lượng kinh tế rất cao về ngoại tệ và đời sống kinh tế của người dân càng phát triển mạnh hơn. Rõ ràng, triển vọng tinh dầu tràm là rất lớn. Nó không chỉ đánh thức tiềm năng, khôi phục, bảo tồn và phát triển cây tràm dược liệu, vốn là lợi thế của địa phương, mà còn giúp người dân làm giàu ngay dưới tán rừng tràm. Đồng thời, khai thác và phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù của vùng bưng phèn Đồng Tháp 10, Long An.